Hai các bạn, mời các bạn. Bữa nay mình sẽ ăn ốc móng tay xạo nè, xạo với lại ớt xanh với rau răm các bạn. Sao tối? Ở đây thì mình có muối tiêu nè, để ớt. Em muốn ăn thử cái ớt xanh. Ngon quá. Cái này thôi thấy ngon rồi các bạn. Ngon chuối. Mình sẽ ngồi ăn với ông xã bên này. Nè, nước tiêu của anh rồi. Thấy gì quên rồi. Anh để gì thôi. Để hơi chín rồi. Ớt á. Phải nãy để sau con sau á. Ngon thôi. Món này anh sẽ làm các bạn. Nó hơi mềm. Nước sạch. Sao mình ăn thử không? Ngồi cái. Cái miếng này dai dai. Dai quá trời luôn. Nó cái này nó để nguội nó dai các bạn. Bạn thông cảm nha, tại đang nấu nước chút xíu thôi, nó xong là hết ồn. Thôi dịch ra miếng. Thôi dịch. Ăn không? Bỏ. Hay không? Người nó không thích đâu. Mà nó sẽ không có nói thẳng đâu. Em biết nhỏ này luôn. Cái gì? Rau gầm ăn ngon. Nào. Để ăn không? Cái này vừa ăn được không ạ? Mà mình để thêm cái này cho nó có ớt á. Ớt với lại chanh. Có chút xíu muối tiêu thôi. Nước cho anh chút ăn cục. Nước ngon lắm. Con phải ăn ăn nguyên con ăn cắn gì ngon ngon nè ăn kêu và cho cái xe chưa còn ăn á. Ngon đó. Ăn xào ngon lắm. Nghĩ xào không được mà ăn xào lên ăn ngon. Ăn rau răm cũng ngon. Cái thịt nó rớt hết rồi các bạn. Sao vậy? Sao bệnh quá. Với lại tại em trước mà sao nó cũng đi rồi. Cũng rớt rồi. Trừ khi hấp quá thì nó không bị rớt. Cái gì? Ăn thêm không? Ăn thêm không? Nó không được đâu. Này hơi dai. Ớt ngon. Ông mua làm sao vậy? Mua đâu à? Chợ Kiến Hưng. Nếu bữa nào anh nghĩ ra món xào ớt này nè. Ngon. Anh nhớ ớt này mình ăn ốc bên Mỹ á. Anh hấp xong rồi. Ngồi mua. Nó mua mò kìa. Bữa nào để anh gán làm nghĩ tới món ốc làm món gỏi ốc dò dôi à? Không phải ốc dò dôi thì mắc lắm. Không phải ốc dò dôi, ốc gì? Không phải ốc dò dôi, nói làm vậy. Ốc gì giống như ốc bu mà bự vậy à? Ốc lát. Ốc biển á.
nó dài không? I think I can finish that. Món này ăn được á. Món này ngon á. Ngon hấp nhiều. Ra đây. Cái này tốn tiền nha. Tốn tiền mua hấp này. Ngon. Ăn với ớt cũng ngon. Ớt của nó này nè. Nó the the nó không cay lắm. Ăn không mà nãy ăn với rau găm á. Ngồi đây con đâu à? Cái này nếu mà không ăn ớt á, bóp miếng chanh lên thôi, khỏi chấm giống như mẹ. Mẹ thì cái này chưa đủ cay cho mẹ vậy đó. Cay nữa con đâu ăn được đâu. Cái này ăn nóng thì nó đỡ dai không các bạn? Kim tỏi anh ăn với hành á. Rất ngon quá. Mà nó hơi mềm thôi. Cái này để chín xong để ăn nó cứ giòn giòn. Nhưng mà chín xong để thì nó không thấm. Sợ không thấm. Nhưng mà để sớm quá thì lại nó mềm. Mềm không biết sao này. Mà sao cái này nhiều nước quá ăn không ngon. Cái này là luộc trước á. Chứ không có luộc trước là nước nhiều lắm luôn. Nhưng mà nhiều nước thì nhiều nước thì dễ làm. Nhiều nước cái xào cái này để cái gì? Cái ớt á nó cũng thấm hơn. Vừa ăn. Ăn này mới đi thay ăn gã mà được. Ngon không? Thở. Ngon. Không cay đâu, cho mày ăn được á. Không có cay, cay mà không cho con ăn đâu. Coi chừng nào, mấy cái này nè. Anh bị xôi. Gấp đấy không? Miếng đó hơi đó, kiếm cái nào mình nó thấm thấm. Rồi. Cắn miếng nha. Cắn một chút coi. Ghê. Cái cái. Ăn này hơi nguy hiểm các bạn ơi. Tại mấy cái này nó bể nè, mấy cái vỏ của nó nè. Cái miếng nhỏ hả? Ăn này coi chừng. Lựa lấy. Anh ăn một đũa. Ăn đũa. Spicy. Cầm này ba cho spicy. Hả? Con ăn cái này với spicy mới được. Dễ dính lắm. Mấy cái ớt mà. Thôi, để đây nè. Cái miếng nó rớt, miếng dao mà nó bỏ lại. Sợ con tôi luôn. Người ta kiếm gầm gầm ăn nó thì kiếm gầm gầm bỏ lại. Cái gì màu xanh bỏ lại hả? Đúng không? Gạch đầu. Màu xanh là không chịu các bạn. Bóc cái gì thì chịu. Cái lơ thì sợ. Win. Yeah, and. And tới sáng đi. Rau là không được ha. Đúng không? Cái gì khác thì được vậy. Bạn nói đúng không?
Con ăn rau hoài con chứ ốm nhách. Mà thịt cũng ăn luôn chứ không phải gì đó. Nó dữ không? Nó dai cơ. Hấp thử nữa thôi. Nước dừa ăn à. Nghĩ ngon hơn nước dừa ăn. Nước ăn cơm dừa. Lấy cái nó mặn nha. Ăn cơm ngon á. Nhưng mà hơi nguy hiểm. Cái này thì trước khi ăn phải vớt cái gì, lấy đồ giống như đựng nước súp á, vớt cái xương này nọ bỏ, giống như nấu mắm. Nó ra hết trơn, cái này nó còn nguyên nằm trong này. Hai mẹ ăn thử nữa không, ăn thêm không? Mời món bà chị mơ cả. Thường thường như có mấy món em bỏ em đi rồi mấy món này như ngon bỏ không được. Ngon á. Last one. Nó ngọt khác các bạn ơi. Ra cho em ăn luôn. Không, anh ăn đi, em ăn xong rồi. Cay quá rồi. Cay quá rồi. Ngon. Cay ngon. Sao mày ăn nữa không? Ăn miếng cay. Con miếng sạm á. Nước đâu rồi? Cay quá. Ngon. Ớt ngon mà sợ. Không ăn để anh ạ. Vậy cái này cũng đỡ cát á. Cát á không nhiều lắm. Em ngâm chút xíu. Trước cái này trước khi làm á ngâm. Cũng cay đó. Biết cái Việt Nam bắt được không? Ăn cái này cũng cay đó. Cũng cay đó, không phải không cay đâu. Có ai đổ mồ hôi à. Vậy cái điều nó cắn em nó cay từ từ thôi. Ngon chứ. Mà nó ngon. Còn ớt này là cay liền. Ớt đó cay hổng. Bỏ vô cái bạc chảy nước mắt. Không thấy ăn ớt này hả? Dìu 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 dìu. Bế cơm à. Nước này ăn cơm ngon. Nhớ mốt xào nhiều một chút. Xào lấy nước. Hồi nãy em làm đổ đó. Đổ à hả? Đổ nước nó luôn hả? Em làm đổ, em đổ qua đây nè. Hồi nãy cái kia khác mà. Cái dĩa khác mà em hâm một được. Cái này cay nó the các bạn ơi, cay chút xíu rồi nhưng mà nó là cay lâu. Cái thấm lâu á. Để nè. Ngon. Có rất nhiều bạn hỏi Tết à, bên này có Tết không? Có. Cúng ông bà rồi thôi. Mai chắc mai phải không? À, gia đình mới cúng sớm các bạn. Tại đúng ngày á, thì bận đi thì làm đi hết làm. Không có giống như không nên được cúng nghỉ. Ngày mai là chủ nhật đó. Cúng ông bà vậy thôi chứ không có đón. Đưa ông táo về trời. Không có đón giao thừa được. Thường có thể đóng ở nhà thôi.
Nghĩa gia đình tộc ở nhà đoàn tụ ngồi nhau ăn bằng cơm rồi. Chứ không phải giống như Việt Nam đón giao thừa được nhiều. À, bên Việt Nam thì cũng giống như lễ Giáng sinh đó, đúng không? Giống như New Year mình. Thì bên Việt Nam thì được nghỉ Tết ngày, nhưng mà Giáng sinh lại không. Hoặc là năm mới, còn bên này thì năm mới Giáng sinh là nào nghỉ. Chứ Tết này đâu có nghỉ đâu, vẫn làm bình thường. Muốn nghỉ thì tự nghỉ. Tự nghỉ có hãng cà chớn nó đuổi luôn. Cho nghỉ luôn khỏi làm. Kệ quá các bạn ơi. Giống như anh kỳ đó đó à, anh xin nghỉ á, cái hỏi tại sao mày nghỉ, anh em mày New Year cái hả, tại sao New Year ở đây mày cũng ăn mà New Year mày cũng ăn nữa đó, hai New Year luôn, hai New Year nè mày bé à, như kiểu mày đặc biệt quá vậy đó, mày vậy năm nay New Year mày kêu tao đi làm á, tao đi làm lại, còn New Year của tao nghỉ. Tới New Year cái bắt đầu năm nay, năm vừa rồi, mấy năm trước á, mày kêu anh đi làm đó. New Year mà sao làm? Đó, mày nói tao năm ngoái mà mày đi làm rồi đó. New Year muốn nó làm. Rồi gốc của anh cũng được nghỉ nữa. Nhưng mà năm nay chắc không nghỉ nữa. Năm ngoái hình như mình cúng đúng hay sao? Đúng ngày, Tết đúng ngày, ngày Tết đúng ngày. Chờ em nhớ anh nghỉ làm hay gì Tết, đó. Tết ngày thứ bảy. Thứ bảy chủ nhật. Còn năm nay Tết ngày thứ ba. Ngon á. Ăn á, thấy vừa ăn á, ăn nghe. Cái này xào nghêu cũng ngon lắm hả? Hôm qua em cũng mua nghêu em xào ăn ngon lắm. Xào giống gì luôn hả? Khác chút xíu. Nhưng mà cũng ngon gần gần à. Rồi anh nghĩ món này ăn được á. Nó là mai mua nghêu qua mẹ xào. Anh đi mua tôm, anh làm món tôm. Tôm không biết mẹ cho không? Nói mẹ, mẹ không cho đâu. Thì mình muốn làm mình mua đem qua thôi. Chứ mà mình hỏi mẹ là mẹ không chịu đâu. À không biết, tại vì cúng mà không biết cúng cái gì, hiểu không? Sợ... Bây giờ anh không dám sợ làm. Sợ thiên thôi, đúng không? Em thì em không biết rồi đó, nên à, mua hỏi heo. Mẹ đi. Bữa thứ ba, mới có bữa nào anh đi mua, thứ tư, thứ ba gì đó. Đi tìm heo quay á. Không có hỏi mẹ. Mẹ mua heo quay không? À nè, cúng mua nguyên con đi, con mua cho. Nó mua làm gì con kỳ vậy, hiểu không? Cúng này cúng một bà mà. Ủa, cúng bà không được heo quay hả? Cúng lễ đầu tiên của bà ngoại. Ngoại mới mất năm nay mà năm đầu tiên á. Không có nên. Như kiểu giống như ăn mừng. Không có nên á, kiên kỵ. Vậy thì có gì hỏi mẹ trước. Có nhiều cái kỵ, nghe kỵ kiên gì, kiên với kỵ. Ăn quyết nhục nhiều lịch. Nói chung cũng là cũng cái suy nghĩ như kiểu là người ta chết cái mà mua heo quay về mà ăn mừng. Nó cũng là cái đúng. Đúng không? Giờ sống không mua heo quay cho tao ăn mà chết, tao chết thì mày mới mua heo quay cho tao ăn. Mày cúng đâu rồi mày ăn chứ mày ăn cúng gì. Thôi các bạn ơi, em dừng video tới đây nhé. Mình sẽ hẹn gặp các bạn video tới nhé. Bye.